Xin chào tất cả khán giả thân yêu của Dự báo Thời tiết VTV ạ. Hôm nay Quyên lại được gặp mọi người trong bản tin livestream của Dự báo Thời tiết. Ở hiện tại thì mình đang đứng ngay trước cổng của Đài truyền hình Việt Nam. Cổng trong thôi, không phải cổng ngoài. Nhưng mà thực sự nếu mà đứng đây và ngày trước thì có thể nói là rất là lạnh, không chịu được. Nhưng hôm nay chỉ mặc một chiếc váy lớp nhung, nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là mát. Nói chung mà nói là mát đấy ạ. Tại vì là hôm nay thì nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và nhiều nơi của miền Bắc cũng đã tăng lên rồi. Như là khu vực đồng bằng Bắc Bộ thì nhiệt độ cũng tăng lên đáng kể, khoảng là 1,5 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Và phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ có cao hơn một chút. Và bây giờ hãy cùng hỏi ý kiến của Mixi cảm nhận như thế nào người đang Dạ vâng. Xin chào tất cả khán giả thân thương của livestream Dự báo Thời tiết VTV. Hello. Xin chào mọi người. Hôm nay thì Minh Duy và Hạnh Quyên rất vui sẽ được đồng hành cùng quý vị và các bạn để cập nhật những tình hình thời tiết mới nhất trên tất cả các tỉnh thành của nước ta. Đó. Thì hôm nay Minh Duy và Hạnh Quyên đứng ở ngoài để live cho quý vị thì mọi người cũng đã hình dung được ra phần nào được cái tình trạng thời tiết tại thủ đô Hà Nội. Đó, chúng ta đã có một cái kiểu thời tiết ấm lên trong ngày hôm nay. Nhất là buổi chiều khi mà lên trên đài thì Duy đã không còn cảm thấy quá là buốt nữa. Nhưng mà trong ngày hôm nay ấy, thì Duy cũng nhận được một số những cái thông tin về cảnh báo sương mù về đêm và sáng sớm. Thì không biết là Quyên có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả được không? Rất là dễ hiểu thôi, chắc là quý vị khán giả cũng sẽ thắc mắc như là Minh Duy đúng không? Đó là bởi do không khí lạnh suy yếu, không còn gió đông bắc nữa, thay vào đó là gió đông nam ẩm, dồn ẩm từ biển vào trong đất liền miền Bắc. Chính vì vậy là gây ra tình trạng sương mù về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ đấy Minh Duy ạ. Đó, vì vậy nên là ngày mai khi mà quý vị, các bạn có lịch trình ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm thì cần phải lưu ý đến mưa nhỏ và sương mù xảy ra tại khu vực đồng bằng của Bắc Bộ nhé. Không những vậy thì sương mù không chỉ xuất hiện ở đồng bằng Bắc Bộ mà còn xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế nữa. Bây giờ thì cũng đi vào trong với chúng mình để có thể cập nhật tiếp những thông tin khác của Dự báo Thời tiết VTV nhé. Đúng rồi, Duy rất là mong cái câu này của Quyên từ nãy giờ đấy. Thật ra là đứng ở ngoài thì nếu như mà đứng một lúc thì không sao, nhưng đứng quá lâu ấy thì mình suy nghĩ là chúng ta vẫn sẽ có thể cảm thấy hơi lạnh một chút đấy. Xin giới thiệu mọi người, đây là cây mai của VTV và chúng mình đã sẵn sàng một tâm thế thật là vui mừng để đón Tết Giáp Thìn 2024 rồi ạ. Dạ vâng ạ. Đi thôi. Lượt xem của chúng ta cũng đã bắt đầu tăng lên rất nhiều. Xin chào mọi người, đây xin chào là mọi anh người Quang ạ. Đồ họa đứng sau những bản tin VTV thời tiết. Nhà chị. Bây giờ thì Minh Duy và Hạnh Quyên sẽ cùng lên phòng sinh hoạt chung của Trung tâm Thời tiết để cập nhật những tình hình thông tin mới nhất tới tất cả quý vị khán giả nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng đi vào thang máy. Bây giờ đã là khoảng 7 giờ rồi, không biết là quý vị khán giả chúng ta đã đi làm về chưa ạ? Dạ. Có lẽ là khi ra đường sáng nay với cả thời điểm hiện tại thì quý vị cũng sẽ rất là bất ngờ với thời tiết ạ. Thời tiết thực sự là thay đổi quá là nhanh. Cũng không phải là nhanh lắm nhưng mà cũng thay đổi tích cực, là trời sẽ ấm từ giờ đến 26, 27 Tết ạ. Đó. Có vẻ như là chúng ta đang quá là vui với những cái thông tin tích cực đến từ thời tiết. Nên là ở đây có một số khán giả comment là chúng ta quên mất chưa chào khán giả. Vâng ạ. Xin chào tất cả khán giả thân thương của livestream Dự báo Thời tiết VTV. Xin chào anh hoặc là chị Nguyễn Xuân Vũ. Xin chào anh hoặc chị Nghiêm Phạm ạ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Vậy chắc là để Minh Duy và Hạnh Quyên sẽ ổn định vị trí một chút và chúng ta sẽ cùng quay lại với nhau nhá. Ok, mọi người hãy comment cảm nhận quý vị thời tiết lúc này đi ạ. Có rất là nhiều sự thay đổi về thời tiết. Tất cả quý vị Bắc, Trung, Nam, chúng ta hãy cùng... Vâng, xin chào tất cả quý vị khán giả thân thương. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng nhau gửi những lời chào đến quý vị khán giả trước tiên ha. Vâng, xin chào bạn Châu Anh, xin chào chị Huế Trần. Vâng, xin chào anh Công Dũng ạ. Anh Công Dũng bảo là chào biên tập viên Minh Duy và Phương Ly. Ôi, chết rồi anh Công Dũng ơi. Ngày hôm nay thì Minh Duy cũng dẫn cùng với một MC nữ cực kỳ xinh đẹp của Trung tâm Thời tiết. Nhưng mà không phải là Phương Ly anh Dũng ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng một lần nữa, quý vị khán giả có thể comment tên của bạn dẫn ngày hôm nay của Minh Duy được không ạ? Comment có thưởng không? Comment đúng là có thưởng nha. Dạ vâng, xin chào chị Triệu Thị Mai. Xin chào mọi người ạ. À. Ngày hôm nay thì
một thông tin thời tiết chính, đấy chính là miền Bắc. Thời tiết đã có sự thay đổi, còn với khu vực miền Trung thì vẫn duy trì trạng thái thời tiết nắng ráo. Cả khu vực Tây Nguyên thì cũng chung trạng thái thời tiết với cả miền Trung, nhưng mỗi tội một cái khác là khu vực ở Tây Nguyên sẽ không có sương mù, còn miền Trung thì lại có, như là khu vực Bắc miền Trung. Còn với Nam Bộ thì vẫn tiếp tục kiểu thời tiết là nắng nóng với nhiệt độ là từ 32 đến 34 độ. Ở riêng có hai điểm, Duy có biết là 35 độ là khu vực nào không? Ở Nam Bộ đúng không? Minh Duy nghĩ là trong tuần sau để mà tập trung nắng nóng cục bộ thì Minh Duy nghĩ nó sẽ xảy ra 35 độ sẽ xảy ra tại một là thành phố Hồ Chí Minh này, hai là thành phố Biên Hòa này và Thủ Dầu Một. Đó đó sẽ là ba điểm mà sẽ xảy ra nắng nóng tại khu vực Nam Bộ quý vị nhé. Đúng rồi, cho nên là quý vị ơi, những quý vị nào ở khu vực Nam Bộ ở trong những thành phố đó thì chúng ta hãy chú ý là nắng nóng sẽ đi kèm với chỉ số tia cực tím hay chúng ta gọi là tia UV đấy ạ. Đúng rồi. Gây hại cho da và mắt. Vì thế quý vị hãy mặc đúng rồi. Nắng nhờ. Khi mà đi ra đường vào khung giờ độ khoảng từ 13 giờ đến 15 đến 16 giờ chiều hàng ngày thì lúc này chỉ số tia cực tím tại khu vực miền Nam sẽ ở mức rất cao bởi vì chúng ta có nắng rất là mạnh. Chính vì vậy nên là quý vị khán giả sinh sống tại khu vực Nam Bộ khi mà đi ra ngoài đường, nhất là vào khung thời gian là đầu giờ chiều, thì quý vị hãy nhớ là mặc áo dài tay này, đồng thời là có thể bôi thêm kem chống nắng để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình nha. Đó. Vâng, xin chào chị Nguyễn Thanh Hà, xin chào anh Nguyễn Công Dũng, xin chào chị Thanh Xuân Đỗ. Minh Duy đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán giả về tình hình tại khu vực miền Bắc, mà có lẽ là chắc quý vị khán giả vào muộn một chút vì là lúc đầu thì Hạnh Quyên cũng đã cập nhật tới mọi người rồi. Minh Duy xin phép được cập nhật lại nha. Đó chính là vào tình hình chung tại khu vực miền Bắc thì dự báo từ giờ cho đến 26 và 27 Tết ở miền Bắc sẽ ấm dần lên, vì vậy là quý vị có thể tranh thủ mua sắm cũng như là dọn dẹp nhà cửa vào trong khoảng độ một tuần tới, tức là đến thứ ba, thứ tư tuần sau, bởi vì là chu trình nhiệt của chúng ta tại khu vực miền Bắc đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ có thể ấm lên từ 1 đến 1 độ rưỡi quý vị nhé. Như trong buổi chiều ngày hôm nay là 17 độ C, tức là đã cao hơn 1,5 độ C so với ngày hôm qua. Đó, thì càng về càng cuối tuần thì nhiệt độ sẽ tăng dần lên ngưỡng là từ 23 đến 24 độ C và có thể đạt 27 độ C vào thứ ba tuần sau quý vị nhé. Chúng ta chỉ cần lưu ý một chút về mưa nhỏ cũng như là sương mù xảy ra tại miền Bắc vào buổi sáng sớm thôi. Ngày mai, đêm nay và sáng sớm mai thì ở miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có sương mù dày. Ngoài việc là giảm thấp tầm nhìn bị giảm thấp, thì quý vị hãy lưu ý là sương mù đem đến rất là nhiều những vi khuẩn gây ra bệnh về đường hô hấp như là hắt hơi, này, ho, sổ mũi hay là cảm cúm. Như bản thân Duy hay là Quyên cũng đã ốm nửa tháng nay mà chưa đúng khỏi. Rồi. Chắc chắn là quý vị khán giả khi mà nghe giọng của Hạnh Quyên và Minh Duy ngay bây giờ thì cũng cảm nhận được phần nào về tình trạng sức khỏe của hai MC đúng không? Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn không thể nào mà không lên livestream để dành tặng tất cả những thông tin tích cực tới tất cả quý vị khán giả được. Thế nên là chúng tôi rất mong nhận được những sự tương tác, comment, chia sẻ đến từ quý vị khán giả dành cho livestream dự báo thời tiết VTV ngày hôm nay. Đó nên là nếu như mọi người có thắc mắc và thắc mắc về tình hình thời tiết tại khu vực mà mình đang sinh sống thì có thể comment ngay ở phía bên dưới để Hạnh Quyên và Minh Duy sẽ trả lời cho quý vị khán giả nhé. Chắc là bây giờ mình phải cập nhật thời tiết của các tỉnh thành phố đi. Quá như là quý vị đúng đang rồi. Thắc mắc. Mọi người hỏi Hà Tĩnh, Nghệ An ạ, ngày mai thì trời vẫn sẽ nắng ráo ạ và nhiệt độ sẽ trong khoảng 20. Thanh Hóa thì ngày mai là trời có mưa. Đúng rồi, còn mưa tại nhỏ các sáng thành sớm. Phố khác ở Trung Bộ thì sẽ nắng ráo và tạnh ạ. Nhiệt độ sẽ trong khoảng 23 đến 29 độ ạ. Đà Nẵng, Phan Thiết sẽ là khu vực mà có nhiệt độ nhỉnh nhất. Thế nhưng mà trời nắng đẹp ạ, không quá đáng ngại. Vâng, ở đây Minh Duy thấy có quý vị khán giả hỏi về khu vực Hà Tĩnh. Minh Duy xin phép được cập nhật tại Hà Tĩnh ngày mai không mưa. Tuy nhiên thì sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ. Trưa chiều trời sẽ bắt đầu hửng nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 18 đến 23 độ C quý vị nhé. Đó là với những quý vị khán giả nào sinh sống tại khu vực Hà Tĩnh ạ. Bạn Châu Anh nói là phải nói là thông tin miền Bắc tăng độ là tin vui với tim sợ lạnh. Còn mà thay đổi thời tiết như này em suýt sập nguồn. Thì đúng thật là cái việc mà thay đổi thời tiết đột ngột thì sẽ khiến cho quý vị sẽ bị ốm. Đúng rồi. Như là những người mà hay bị mắc bệnh tiền đình đau đầu thì sẽ nên cẩn thận. Khi ra ngoài thì quý vị nên mặc thật ấm này, dùng khăn quàng cổ, găng tay nếu mà cần. Đúng rồi. Thì quý vị nên giữ ấm cả tai hay là đầu của mình nữa, vì đây là những cơ quan bộ phận rất là quan trọng trên cơ thể của mình. Đúng rồi. Chứa rất là nhiều dây thần kinh. Ngoài ra thì Minh Duy cũng nghĩ rằng là trong kiểu thời tiết như này thì chúng ta không nên mặc chỉ mặc một chiếc áo phao này. Đúng. Hoặc là một chiếc áo quá dày, mà thay vào đấy thì mọi người có thể mặc nhiều lớp áo khác. Đúng. Nhau để khi mà chúng ta vào một môi trường nào đó, cái mức chênh lệch nhiệt độ nó tăng lên hoặc nó giảm xuống thì chúng ta có thể cởi bớt cái lớp quần áo ra,
để sao cho mà nhiệt độ cơ thể chúng ta hài hòa với nhiệt độ cơ thể nhiệt độ xung quanh. Như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn và tránh sốc nhiệt dành cho tất cả quý vị khán giả. Đó, thế nên là mọi người thay vì là mặc một chiếc áo dày thì chúng ta hãy mặc nhiều lớp áo mỏng nha. Như thế thì sẽ khiến cho quý vị có thể cử động dễ hơn này, có thể khi mà chúng ta thấy nóng hay là lạnh chúng ta có thể thêm bớt áo tùy đúng thích. Rồi, chính xác. Và có khán giả nói là vừa gặp Minh Duy ở trên bản tin dự báo thời tiết VTV5. À, Nguyễn vâng Sơn Tùng ạ. Dạ vâng, mong rằng là với những thông tin mà Minh Duy vừa chia sẻ trên bản tin dự báo thời tiết VTV5 thì bạn Sơn Tùng có thể sẽ có những cái lịch trình thật là phù hợp cho bản thân cũng như là gia đình mình nhé. Ở đây thì Minh Duy thấy mọi người có vẻ như là vẫn đang thắc mắc rất nhiều về tình hình thời tiết tại khu vực Hà Nội. Hà Nội, đó. Đây các bạn cũng sẽ hỏi là thủ đô Hà Nội sẽ như thế nào. Đúng rồi, vậy thì chắc là nhờ Hạnh Quyên sẽ cùng cập nhật lại cho quý vị khán giả nhé. Ngày mai thời tiết ở Hà Nội sẽ tiếp tục tăng ạ, và có thể là sẽ tăng thêm đến đạt ngưỡng 20 độ vào ngày mai, và sẽ tiếp tục tăng những ngày sau đó. Xu hướng thời tiết chung của Hà Nội trong tuần này sẽ là tăng dần ạ. Và thời tiết ở Hà Nội sẽ tiếp tục đạt mức 27 độ vào ngày thứ ba tuần tới ạ. Thế nên là đây là một tuần ấm áp để quý vị có thể tranh thủ sắm Tết, mua sắm, dọn dẹp nhà cửa để có thể đón một Tết Giáp Thìn thật là hạnh phúc và ấm áp nhé. Đúng rồi, chúng ta hãy tranh thủ trong tuần này, nhất là đến ngày 26, 27 gần Tết. Đó là vào khoảng thời gian là thứ 3, thứ 4 tuần sau. Thì chúng ta nên tranh thủ trong một tuần này để dọn dẹp nhà cửa này, mua sắm đồ Tết cũng như là dạo quanh phố phường để xem là không khí chuẩn bị Tết đến đâu rồi. Bởi vì rất có thể là sau ngày 27 đủ đi thì chúng ta sẽ lại đón một cái đợt không khí lạnh mới nữa tràn về trong dịp Tết này. Đó, thế nên là quý vị hãy tranh thủ trong một tuần tới là thời gian mà nắng lên rất là phù hợp để chúng ta dọn dẹp nhà cửa cũng như là mua những bộ trang phục diễn Tết nha quý vị. Hạnh Quyên thấy là năm nay mọi người cứ nói là kinh tế suy thoái này, nhưng mà đi ra đường thấy vẫn rất là đông ấy. Các Duy có thấy thế không? Tại vì là mình thấy là Tết năm nay mọi người cứ nói là kinh tế suy thoái rồi mọi người sẽ không sắm Tết nhiều, nhưng mà khi nào thứ bảy chủ nhật đi ra đường thì đường rất là tắc, rất là đông quý vị ạ. Cho nên là mọi người hãy tranh thủ sắm Tết sớm nhé. Đúng rồi, trong tuần này trời ấm thì có thể là tranh thủ đi sớm sớm một chút, nhưng mà nếu để sang tuần sau thì mọi người bắt đầu nghỉ làm và đường sẽ còn đông hơn nữa đấy ạ. Đúng rồi, mình suy nghĩ là thật ra Tết thì mỗi năm chỉ có một lần thôi, thế nên là vào cái khoảng thời gian này thì ai cũng sẽ rất là mong chờ. Ngoài ra thì mình suy nghĩ là bây giờ thì chúng ta, quý vị khán giả này, thật ra là sử dụng, mình suy nghĩ là sử dụng phương tiện ô tô là cũng khá là nhiều. Chính vì vậy nên là ví dụ thời tiết mà có mưa hay có rét một chút thì nó cũng không quá ảnh hưởng. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta vẫn, mọi người vẫn có thể đi ra ngoài đường sắm Tết trong cái thời tiết như vừa rồi. Đó. Và thực ra nhiều người người ta cũng không có điều kiện để đi ô tô ấy. Nếu với quý vị nào đi xe máy hay chúng ta di chuyển bằng những phương tiện khác, đúng rồi, thì Hạnh Quyên khuyên quý vị là lên đi sớm một chút, sớm lên một chút. Và quý vị hãy sắm sửa nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa thật sớm nhé. Tiếp đến thì bây giờ mình nói miền Bắc quá là nhiều rồi. Đúng rồi. Bây giờ muốn xuống khu vực miền Trung và miền Nam một chút. Thì không biết là quý vị khán giả ở miền Trung và miền Nam giáp Tết rồi quý vị đã chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Và thời tiết ở miền Trung đợt này thì khá là đẹp, ở Tây Nguyên thì cũng khá là đẹp. Còn quý vị ở miền Nam, mọi người đã chuẩn bị đến đâu rồi ạ? Vâng, nãy giờ thì chúng ta đã nói khá là nhiều về miền Bắc rồi. Nên là bây giờ Minh Duy và Hạnh Quyên sẽ cùng đến với phương Nam nhé. Minh Duy thấy được là với thông tin ở đây thì không khí Tết ở phía Nam có vẻ như là cũng đang rất là rộn ràng với những cây mai đào Tết rồi. Quý vị khán giả sinh sống tại khu vực miền Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh, có thể comment ở phía dưới để Minh Duy và Hạnh Quyên biết được tình hình sắm sửa Tết ở bên trong đến đâu rồi ạ. Không biết là quý vị khán giả có thể cùng gửi những hình ảnh Tết ở trong miền Nam được đúng không? Rồi. Vì ở miền Bắc hai mươi mấy năm nay nhưng mà mình chưa biết cái Tết của miền Nam như thế nào. Thường thì quý vị ở miền Nam mình có nghe nói là mọi người sẽ thường đi du lịch nhiều hơn. Là khi mà Tết ấy không giống như miền Bắc. Miền Bắc thì thường mọi người sẽ có văn hóa là ở nhà chúc Tết này. Hoặc là đi chúc Tết họ hàng bạn bè. Thế nhưng ở phía Nam thì mọi người lại tranh thủ những cái dịp này để đi du lịch. Không biết là quý vị khán giả ưu tiên những điểm du lịch nào ở dịp Tết Giáp Thìn thì quý vị có thể comment xuống bên dưới để mình có thể cùng giúp quý vị cập nhật thời tiết ở khu vực đấy nhá. Đúng rồi, mà với cả cái tình hình hiện tại thời tiết trong miền Nam đang khá là nóng, với có những ngày lên đến khả là 35 độ C thì không biết là với tình hình thời tiết như thế có ảnh hưởng quá nhiều đến cái công đoạn sắm sửa Tết của mọi người không? Vâng ạ. Nếu như quý vị có bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào có thể comment ở phía bên dưới cho Minh Duy và Hạnh Quyên nhé. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cụ thể tình hình thời tiết ở một số khu vực đi. Ngày mai ở Huế thế nào? Vâng, ngày mai tại khu vực Huế. Huế trời nắng ráo, nhiệt độ sẽ trong khoảng 27 độ Duy ạ. Đúng rồi, từ 18 đến 27 độ C. Không mưa, trưa chiều trời hửng nắng quý vị nhé. Đó là tại Huế.
ở miền Trung này, ngày mai thì Huế ở nhiều nơi miền Trung sẽ nắng ráo. Ở Tây Nguyên cũng thế, và nhiệt độ nhiều nơi chung ở khu vực đấy sẽ không quá 30 độ quý vị ạ. Vâng, lưu ý, Hạnh Quỳnh mới nhớ ra là lưu ý với quý vị ở miền Trung là ngày mai ở Thanh Hóa thì trời vẫn còn có mưa nhỏ, vẫn khá là rét và nhiệt độ sẽ trong khoảng 19 độ. Ok. Vẫn khá là lạnh. Vì vậy nên là những quý vị khán giả nào sinh sống tại khu vực miền Trung thì hãy lưu ý với tình hình thời tiết như vậy để chuẩn bị những cái bộ trang phục thật là phù hợp khi mà đi ra ngoài đường. Minh Duy có thấy ở đây có quý vị khán giả hỏi về khu vực Lạng Sơn. Minh Duy xin phép được cập nhật, Lạng Sơn thì đêm và sáng sớm mai như tại các cái khu vực vùng núi cao tại Bắc Bộ thì sẽ có sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn cũng có thể sẽ xảy ra nữa nhé. Nhiệt độ tại các khu vực vùng núi cao Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 12 đến 19 độ C. Chính vì vậy nên là nếu như quý vị và các bạn trong khoảng thời gian mai, trong ngày mai hoặc ngày kia chúng ta có những cái lịch trình di chuyển lên những cái vùng đèo núi như vậy thì rất cần phải lưu ý đến tình trạng sương mù xảy ra tại những cái cung đường, sương mù xảy ra tại cung đường đèo dốc gây rất là nguy hiểm cho khi mà chúng ta di chuyển. Chính vì vậy nên quý vị hãy lưu ý nếu như phải di chuyển trên những cung đường đèo dốc vào khoảng thời gian tới thì thứ nhất là hãy nhớ thay vì mình bật đèn bình thường thì hãy bật đèn vàng. Vì đèn vàng là đèn cảnh báo sương mù, đó, đèn chiếu sương mù. Và thứ hai là chúng ta phải đi thật chậm, đồng thời là giữ một khoảng cách an toàn với xe phía trước để nếu như gặp bất kỳ một cái trường hợp nào, chẳng hạn như là đường trơn trượt, thì chúng ta có đủ thời gian và không gian để xử lý tất cả nhé. Mong rằng là quý vị và các bạn sẽ có những cái hành trình thật là an toàn và thú vị. Vâng, cái khoảng cách an toàn mà Minh Duy vừa nói thì Hạnh Quyên xin được phép cập nhật kỹ hơn. Nó là khoảng 5m. 5m. Trên đường đèo dốc rất là trơn trượt. Cho nên là nếu mà để đủ xử lý tình huống thì quý vị nên để đi cách xe phía trước 5m quý vị nhé. Vâng, ở đây Minh Duy thấy có quý vị khán giả hỏi về khu vực Hà Giang đúng không ạ? Minh Duy xin phép được cập nhật tại Hà Giang sẽ không mưa, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 14 đến 18 độ C quý vị nhé. Hạ Long đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ ạ. Vâng, Minh Duy có đọc được comment của quý vị khán giả hỏi về khu vực Hải Phòng đúng không ạ? Hải Phòng ngày mai Minh Duy phép được cập nhật, đó chính là đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn kèm theo cả sương mù, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 đến 20 độ C quý vị nhé. Đó sẽ là kiểu tình hình thời tiết chung tại các tỉnh thành tại khu vực miền Bắc, đó chính là sẽ có mưa nhỏ kèm theo sương mù vào đêm và sáng sớm. Ngoài ra thì quý vị yên tâm là đến khoảng trưa và đầu giờ chiều thì lúc này sương mù sẽ hết vì bắt đầu trời có những khoảng hứng nắng, nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên mức là 20 độ C. Càng về cuối tuần và sang ngày hôm sau thì nhiệt độ mỗi ngày sẽ tăng thêm khoảng 1 độ đúng không? 1 độ đến 1 độ rưỡi đó. Bây giờ mình cập nhật xa hơn một chút đi. Cứ bây giờ mình đã cập nhật cái tuần tới rồi. Nhưng bây giờ quý vị vẫn muốn biết là thời tiết trong Tết thế nào, trong Tết thế nào và thời tiết sau Tết thế nào. Thực ra thì cũng chưa có thông tin cụ thể của từng khu vực một. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng đã có thông tin bao quát của những cái thời điểm đấy, có nghĩa là trong Tết thì trời vẫn sẽ lạnh, có thể là lạnh như bây giờ đấy ạ. Nhưng mà trời lại còn có mưa nhỏ nên là sẽ khá là ẩm. Tiếp đến thì sau Tết thì nhiệt độ cũng sẽ tăng lên, trời ấm hơn một chút. Tuy nhiên thì trời vẫn sẽ ẩm ạ. Vậy tức là tình hình thời tiết trong Tết Giáp Thìn lần này của chúng ta sẽ là vẫn lạnh. Lạnh. Nhưng mà không bằng đợt lạnh vừa rồi đúng không Quyên? Không bằng đợt lạnh vừa rồi. Ừ, đúng rồi. Và vẫn ẩm do là có mưa nhỏ, mưa phùn quý vị ạ. Gọi là những cơn mưa xuân đấy đúng không? Rồi, nói gì thì nói thì mùa xuân vẫn sẽ phải có những cơn mưa thì đúng chúng rồi. Ta mới cảm nhận được cái không khí, cái chính không xác khí Tết về đúng không ạ? Minh Duy chỉ mong rằng là thời tiết Tết này đừng có quá lạnh thôi. Thì khi mà không thời tiết, tức là nó không bị lạnh quá ấy, thì chúng ta mới có khả năng để mà diện lên mình những cái bộ trang phục thật là đẹp đúng không? Chẳng hạn. Với những phụ nữ xinh đẹp như Hạnh Quyên đây thì chắc chắn là Tết sẽ phải diện những bộ áo dài rồi. Thì chắc chắn là con gái chúng các bạn sẽ rất là mong là thời tiết nó sẽ ấm áp một chút đúng không? Nếu mà thời tiết này mà có lạnh một chút thì quý vị nào mà muốn diện áo dài thì chúng ta có thể khoác thêm chiếc áo choàng hay là một chiếc khăn cũng rất là xinh. Yên tâm quý vị là thời tiết Tết này sẽ có thể diện được áo dài đấy ạ. Và nếu như mọi người vẫn chưa tìm được những cái trang phục nào phù hợp cho dịp Tết thì Minh Duy xin được gợi ý cho quý vị và các bạn, đấy là trên mọi nền tảng của dự báo thời tiết VTV chúng tôi cũng đã đăng tải những video clip với tips mặc đó. Và mới nhất đây đó chính là tips 7 ngày 7 trang phục để dành tặng cho tất cả quý vị các bạn. Mọi người có thể lên theo dõi, xem, like, share để chúng ta có những cái gọi là sự lựa chọn cho dịp Tết này của mình đó.
Chúng tôi cũng đã hướng dẫn ngoài việc là phối đồ nhưng cũng có các tips để giữ ấm hay là giữ sức khỏe cho mùa đông. Như đúng là rồi. Mùa đông thì chúng ta không được tắm nước quá nóng này. Hay là những cái tips hay là những cái khái niệm rất là mới như là tình yêu tĩnh điện. Khái niệm tĩnh điện là gì? Thì quý vị hãy theo dõi ở trên các nền tảng số của Dự đúng báo rồi, thời tiết BTV nhé. Chúng tôi rất mong nhận được sự tương tác cũng như là đón chờ của quý vị khán giả. Minh Duy xin phép được trở lại một chút. Ở đây có thấy rất nhiều quý vị khán giả hỏi về khu vực Thái Bình. Minh Duy xin phép được cập nhật đó là đêm nay và sáng mai sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn cộng kèm theo sương mù với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 16 đến 20 độ C tại khu vực Thái Bình nhé. Bây giờ mình lại chốt lại ba miền đi nhở, vì là rất nhiều khán giả vào đúng quận rồi. Mà họ sẽ cập nhật được. Như là ngày hôm nay này, miền Bắc thì nhiệt độ đã tăng lên rồi, tăng khoảng 1,5 đến 2 độ so với ngày hôm qua. Và tuy nhiên thì lại có sương mù, mưa phùn nhỏ làm tầm nhìn xa giảm thấp. Bên cạnh đó thì sương mù dày sẽ đem đến cho quý vị những bệnh về đường hô hấp như là hắt hơi này, ho sổ mũi hay là cảm cúm. Vì thế quý vị hãy mặc thật ấm và giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Tiếp đến thì sương mù sẽ xuất hiện cả ở khu vực Trung Bộ nữa. Ở khu vực Trung Bộ thì tuy nhiên nhiệt độ trong 3 ngày cũng sẽ khá là dễ chịu. Đúng. Vì là trời tạnh giáo và có nắng, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 23 đến 29 độ. Ở riêng có Thanh Hóa thì trời vừa mưa vừa rét, nhiệt độ sẽ trong khoảng 19 độ mà thôi. Đấy, mặt ốm, ốm quá. Chỉ riêng, riêng tại Thanh Hóa thì quý vị cần lưu ý là đêm nay và sáng sớm mai sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn kết hợp nhé. Đó là riêng Tây Nguyên nữa. Khu vực Tây Nguyên ngày đêm và sáng sớm sẽ có mưa nhỏ và mưa phùn. Khu vực Tây Nguyên thì chỉ có ấy thôi, chỉ có nắng ráo thôi Duy ạ. Nắng ráo ngày mai. Chỉ còn mưa nhỏ mưa phùn thì là khu vực ở Đông Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ. Đúng rồi. Còn Tây Nguyên là trời nắng ráo này. Tây Nguyên là nơi mà có thời tiết đẹp nhất nhờ có lợi thế địa hình cao. Còn với Nam Bộ mời Duy cập nhật tiếp với khán giả nhé. Vâng, với Nam Bộ thì ngày mai vẫn sẽ là kiểu thời tiết trời nắng mạnh từ sáng đến chiều. Miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng 35 độ C xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa hoặc là Thủ Dầu Một. Ngoài ra thì các thành phố khác sẽ phổ biến trong ngưỡng là từ 32 đến 34 độ C. Thì theo Minh Duy thì với cái mức nhiệt như vậy thì khi mà ở ngoài lâu thì quý vị vẫn có thể cảm thấy nóng rõ. Chính vì vậy nên là mọi người hãy nhớ khi mà đi ra ngoài thì hãy mặc áo chống nắng này, bôi kem chống nắng để có thể bảo vệ sức khỏe và làn da của chính mình nha. Thêm nữa thì quý vị hãy đội mũ rộng vành này hoặc là đeo kính râm nhá. Mọi người hãy chưa có thì hãy chuẩn bị từ bây giờ để chúng ta có thể đi chơi Tết nhé. Tiếp đến thì có một cái tip nhỏ nữa mà với những người mà có da quá nhạy cảm, không bôi được quá nhiều lớp ở trên mặt của mình. Ví dụ như quý vị có make up các thứ thì mình sẽ có một cái tip là mình sẽ uống viên chống nắng. Thực ra là viên chống nắng không chống nắng tuyệt đối bằng là kem chống nắng đâu. Chỉ khoảng là 60-70% thôi. Thế nhưng mà nó rất là tiện vì nó chống nắng được toàn thân. Thông tin này hay này. Đây là lần đầu tiên mà Minh Duy nghe được một cái khái niệm là viên chống nắng, đúng không? Viên uống chống chắc nắng. Chắc là nhiều quý vị khán giả đã chúng ta từ trước giờ đã quen đến việc là bôi kem chống nắng, nhưng mà Hạnh Quyên vừa rồi vừa đưa ra một thông tin rất là thú vị là chúng ta có cả viên chống nắng, đúng không? Tại vì là mình cũng đã đổi qua viên chống nắng sử dụng, vì thứ nhất là nó rất là tiện, mình có thể uống luôn được. Thứ hai là cũng không phải bôi chát chát nhiều lên da mặt của mình ấy, vì nhiều khi là da quý vị cũng không thể hợp được với cái loại kem chống nắng đấy. Cái viên chống nắng thì cả nam cả nữ đều có thể sử dụng được. Mình suy nghĩ rằng là viên chống nắng này sẽ cực kỳ là hữu ích với cánh mày râu như chúng ta. Đã lười khi mà phải bôi những cái mỹ phẩm lên trên mặt rồi, mà bây giờ có một cái loại mà chúng ta chỉ cần uống luôn là đã bảo vệ được da và sức khỏe của mình rồi, thì tội gì mà chúng ta không trải nghiệm, đúng không quý vị? Vâng, quý vị khán giả, có bạn Công Dũng có hỏi về khu vực Thái Nguyên. Chắc là nhờ Hạnh Quyên cập nhật một chút về khu vực Thái Nguyên. Thái Nguyên thì đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ ạ. Thanh Hóa từ nay đến Tết có ngày nào nắng không hay MC? Thanh Hóa chắc phải một thời gian nữa thì mới cập nhật được chi tiết. Còn đúng ngày rồi. Mai thì trời vẫn vừa mưa vừa rét ạ. Đúng rồi, nhất là đêm và sáng sớm nhá, tại Thanh Hóa là sẽ có mưa. Vâng, MC nữ xinh quá. Minh Duy nãy giờ đọc được rất nhiều comment khen MC Hạnh Quyên rồi ạ. Cảm ơn khán giả đã yêu ạ. Vâng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật nốt một lượt nữa về cụ thể tình hình tại các khu vực mà quý vị khán giả đang comment. Và sau đấy thì chắc là phải tạm biệt, xin phép là tạm biệt quý vị khán giả. Vì chúng mình cũng phải về sắm Tết.
Đúng chính xác rồi, thời lượng dành cho livestream ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Nên là bây giờ trước khi mà chúng ta chào tạm biệt nhau thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại qua một số tỉnh thành trên cả nước nhé. Như tại Sapa ngày mai sẽ không mưa, trưa chiều trời nắng với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 9 đến 20 độ C. Điện Biên Phủ thì là từ 17 đến 29 độ C. Quý vị lưu ý là tại Điện Biên Phủ thì trưa chiều mai sẽ là nơi có nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Bộ vì là có nắng mạnh, đó sẽ là từ 17 đến 29 độ C nhé quý vị. Ngoài ra thì ở một số khu vực khác, vâng, như tại Lạng Sơn, Thái Nguyên. Nói chung là ngày mai khu vực Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ có thể đạt ngưỡng 20 độ. Đúng rồi. Và có thêm sương mù về đêm và sáng sớm nên là quý vị cần hết sức chú ý. Còn với khu vực Trung Bộ Tây Nguyên ngày mai trời nắng ráo, ở Trung Bộ thì quý vị cũng cần đề phòng những khu vực Đông Bắc Bộ vì trời cũng sẽ có sương mù ạ. Ở tiếp đến thì khu vực Nam Bộ là khu vực mà quý vị cần phải lưu ý vì có những điểm nắng nóng lên đến 35 độ như là thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Còn lại các nơi khác nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ ạ. Vâng, và mong rằng với những tình hình tích cực về thời tiết trên cả ba miền đất nước mà Minh Duy và Hạnh Quyên vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ có những cái lịch trình để sửa soạn cũng như là đón Tết này thật là hợp lý. Minh Duy và Hạnh Quyên rất là vui vì trong ngày hôm nay đã có thể đem tới những thông tin tích cực về thời tiết dành cho quý vị khán giả. Mong rằng là chúng ta sẽ luôn luôn tương tác ủng hộ nhau và đón xem tất cả những buổi livestream trên các nền tảng số của Trung tâm Thời tiết VTV. Thêm nữa thì quý vị hãy đón xem những clip video ngắn của Dự báo Thời tiết VTV về những tips, cách chăm sóc sức khỏe cho trong cuộc sống để quý vị có thêm những giây phút giải trí với Dự báo Thời tiết VTV nhé. Vì đằng sau những giây phút lên hình nghiêm túc của chúng tôi thì cũng có những cái bên cạnh đó nữa thì quý vị hãy đón xem nhé. Vâng, và chúc cho quý vị khán giả sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.